Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đối với kênh bán hàng của Thọ Audio Phòng nhá. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp với cơ sở 1 giúp em các bác nhá. Vâng, ngày hôm nay em có sưu tầm được vài cặp loa bass BM, loa bãi BMB xịn zin. Đó, BMB 880C. Đấy, bao cho bác xịn zin cho các bác luôn. Đấy. Và đây là một dòng bass 2 năm sở hữu một cái cấu hình driver khủng nhất trong cái dòng bass BMB 2 năm. Đấy. Nó chạy của 2000 các bác nhá. Côn kiếc y như 2000, coi là từ làm châm kép to này. Côn 60 năm không nhá. Và bốn chép, đây là một dòng loa có độ uy lực rất cao không nhá. Mà đến thời điểm hiện tại giờ thì nó cũng là trong dòng bass 2 năm của BBB thì nó cũng là một dòng sản phẩm gần như là đắt nhất rồi. Đấy. Con này thì nó thật các bác hát thì miễn chê không nhá, miễn chê. Bốn chép bass đây. Và loa mua hàng của bên em bao zin xịn cho các bác luôn. Đấy. Đấy, tất cả còn zin xịn không nhá. Của côn đây rất là nặng nhá, củ nó to bằng củ 2000 thôi nhá, ok chưa các bác? Đó, và em sẽ cho các bác xem luôn cái ruột gan của nó luôn thôi nhá. Đây phần tần đây các bác nhá, phần tần đây. Đấy, ok, bốn chép đây. Ở chép của nó thì đặc thù của nó sẽ có những cái ký hiệu đây, các bác nhìn nhá. Thùng thì nó được lẹp mà hai lớp rất là chắc các bác nhá, bông lì đấy cả, đầy đủ hết các bác nhá. Thùng ok, tất cả mọi thứ đã được spa qua. Đấy, spa qua rất là ok các bác nhá. Đấy, thùng quét ok, không xuất đầu mẻ cạnh, còn nó đổ bãi về thì không tránh được những cái sức dăm nhỏ các bác nhá. Nhưng đây là hàng tuyển chọn nên bên em tuyển chọn những cái sản phẩm gần như là đẹp nhất rồi nhá, bao cho các bác đẹp zin xịn. Đấy, cam kết cho các bác nếu mà đây là nó nhái em sẽ biếu không cho các bác một đô la cũng cần lấy tiền, ok chưa các bác? Bát 2 năm từ 500 kép to bằng củ 2000 các nhá. Con củ 2000 nó như nào thì con này như vậy. Côn nó y hạt như thế luôn. Đấy các bác nhá. Rất là chất, côn 60 năm đánh bass rất uy lực sâu, hát cao ok rất tuyệt vời. Đấy. BMB thì nó là một dòng thương hiệu và nó quá nổi tiếng cho tất cả anh em rồi. Đấy, quan trọng là giá thôi. Các bác cảm thấy giá nào nó hợp lý thì các bác mua thôi, chứ còn đâu chê về nó thì không phải suy nghĩ rồi, không có gì phải chê cả. Đấy. Thùng quét ok. Đấy, mặt mũi ok. Loa bao xịn bao zin. Đấy. Ở đây em có thể lật ngược cho các bác xem luôn. Các bác xem này, tất cả này đẹp nguyên, các nhìn chưa? Đấy, dầu riếc mọi thứ zin xịn đẹp luôn. Đấy, các bác có thể xem cổ cái của nó này. Đấy, tất cả cổ vẫn còn nguyên zin hết các bác nhá, bao xịn bao zin cho anh em luôn. Đấy, bát 20 năm nhưng cấu hình thì là cấu hình của bát 30. Đấy, rất là chất các bác nhá. Và bên em đang bán cho tất cả các bác là giá là 5.400.000 đồng bao ship các bác nhá. 5.400.000 đồng bao ship, còn bác nào đến tận nhà lấy thì sẽ có giá tình yêu hơn một chút các bác nhá. Đấy, còn vài cặp đẹp nhà thôi để sưu tầm các bác nhá. 5.400.000 đồng một đôi bao ship cho anh em luôn, ok chưa các bác? Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhá. Dòng này thì nó quá đẳng cấp rồi các bác nhá, bao ship bao zin cho anh em luôn. À, mọi chi tiết mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em bên cơ sở 1 các bác nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em.